Nhà Thanh vào năm 1912 đã hoàn toàn sụp đổ, kết thúc 276 năm trị vì và kết thúc luôn hàng ngàn năm thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Nhưng mà thực ra, các chế độ phong kiến thì có thể kết thúc, nhưng các vị hoàng đế của đất nước này thì chưa, chỉ là họ không ngồi trên một cái ngai vàng như trước mà thôi. Đó là trường hợp của Mao Trạch Đông, và lúc này là Tập Cận Bình. Ngày 14 tháng 11 năm 2022, lần đầu tiên kể từ khi trở thành Tổng thống Mỹ, Joe Biden có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm giải pháp cho những căng thẳng đang leo thang giữa hai quốc gia này. Một năm sau, ngày 15 tháng 11 năm 2023, Joe Biden lại một lần nữa gặp Tập Cận Bình và vẫn là để nhằm giảm bớt mâu thuẫn giữa hai siêu cường. Nhưng ngay từ cuộc gặp vào năm 2011, khi Biden còn là Phó Tổng thống Mỹ, còn Tập Cận Bình là Phó Chủ tịch Trung Quốc, Biden và những cố vấn của mình có lẽ đã hiểu rằng vị lãnh đạo tương lai của Trung Quốc sẽ khó đối phó hơn Hồ Cẩm Đào. Họ đã đúng, nhưng thậm chí, nó còn khó hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng được vào thời điểm đó. Người Mỹ sẽ phải tìm về quá khứ của Tập để hiểu ông đã phải trải qua những gì trong suốt thời niên thiếu và điều đó đã định hình con người quyền lực bậc nhất thế giới này như thế nào. Đó là trước cả khi Tập được sinh ra, khi mà cuộc nội chiến vẫn chưa kết thúc. Đây là cuộc rút lui đầy gian nan, mang tên Vạn Lý Trường Chinh của Hồng quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 12.000 km bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía Tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía Bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Trước sự truy kích gắt gao của quân Tưởng Giới Thạch, số người còn sống của Hồng quân còn không đến 1/10. Trong đó, có thế hệ lãnh đạo đầu tiên như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai và cả Tập Trọng Huân, người sau đó đã trở thành Phó Thủ tướng Trung Quốc vào cuối những năm 1950 và ông chính là cha của đương kim Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Gia đình của một lãnh đạo cấp cao sẽ sở hữu những đặc quyền cao nhất và phải đương đầu với những thứ nguy hiểm nhất. Gia đình của Tập Cận Bình khi ông còn nhỏ có cả hai điều đó. Cậu bé Tập khi đó theo học tại một ngôi trường ưu tú ở Bắc Kinh và thường đến thăm cha mình Phó Thủ tướng Tập Cận Huân ở Trung Nam Hải, nơi sống và làm việc của các lãnh đạo cấp cao. Cậu bé Tập đã trải qua những năm thiếu thời, trong cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, khi mà phần lớn người Trung Quốc còn sống trong nghèo đói. Nhưng rồi, ngọn gió chính trị đổi chiều, Tập Trọng Huân bị thanh trừng bởi Mao vào năm 1962. Tập Trọng Huân sau đó nhanh chóng bị bỏ tù và phải chịu sự sỉ nhục công khai bởi các hồng vệ binh trong cách mạng văn hóa. Lúc này, thế giới của cậu thiếu niên Tập Cận Bình bị đảo lộn hoàn toàn. Năm 1969, cậu thiếu niên Tập Cận Bình bị đưa tới vùng nông thôn ở tỉnh Thiểm Tây để lao động khổ sai, sống trong hang và chịu cái đói hành hạ hàng ngày. Đây là một phần trong chiến dịch của Mao trong việc đưa các trí thức trẻ ở đô thị về các vùng quê thời cách mạng văn hóa. Khoảng thời gian ở Lương Gia Hà, ngôi làng nghèo khó ở Tây Bắc Trung Quốc, khiến Tập vô cùng sợ hãi khi phải vật lộn với những điều kiện đầy khắc nghiệt. Khi tìm cách trở lại Bắc Kinh, Tập lại bị gửi tới một trại lao động trong 6 tháng. Tất cả những khó khăn khi đó, cộng với việc phải xa cha từ sớm, có lẽ đã chuẩn bị cho Tập khả năng để đối đầu những sóng gió sau này. Dao không được mài trên đá thì không sắc. Những người được thử lửa đều trưởng thành, Tập Cận Bình năm 2001. Đến tận cuối thập niên 1970, sau khi Mao qua đời, Tập Trọng Huân mới được khôi phục danh dự. Nhưng Tập Cận Bình thì chưa từng chối bỏ Mao. Ngược lại là khác, Tập tin vào triết lý của Mao và thực tế đã cho thấy điều đó. Vậy, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào? Ngày nay, chỉ có những sinh viên ưu tú nhất của Trung Quốc mới có thể theo học tại Đại học Thanh Hoa danh giá ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cậu thanh niên Tập Cận Bình đã được nhận vào đây năm 1975 trong thành phần công nông binh, trước thời điểm những kỳ thi chính thức diễn ra. Sau khi tốt nghiệp, Tập rời Bắc Kinh và bắt đầu một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Đầu tiên là làm trợ lý cho một trong những đồng chí thân tín nhất của cha ông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tướng Cảnh Biểu tại Văn phòng Quân ủy Trung ương. Đây là giai đoạn mang lại cho ông mối quan hệ mật thiết với giới quân đội. Sau khi rời Văn phòng Quân ủy, ông làm phó bí thư ở Hà Bắc, một tỉnh thuần nông gần Bắc Kinh, rồi sau đó là Phúc Kiến, một tỉnh ven biển đối diện Đài Loan, cuối cùng trở thành chủ tịch Phúc Kiến này vào năm 2000. Năm 2002, ông Tập trở thành chủ tịch rồi bí thư của Chiết Giang, một tỉnh gần Thượng Hải. Phúc Kiến và Chiết Giang được xem là nơi hiện diện của những khu vực kinh tế tư nhân đang lên, tập đoàn khổng lồ Alibaba chẳng hạn.
làm lãnh đạo tại các tỉnh kiểu như thế này giúp Tập không chỉ giảm bớt cạnh tranh từ các đối thủ tại Bắc Kinh mà còn gia tăng uy tín của ông trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và từ đây, con đường tới Bắc Kinh bắt đầu gần hơn. Đầu năm 2007, ông Tập được chuyển sang làm bí thư Thượng Hải, thành phố quan trọng thứ hai của Trung Quốc và bắt đầu nổi lên như là người kế vị tiềm năng của Hồ Cẩm Đào. Vì sao ư? Vì các nhà lãnh đạo lão thành của đảng, những người có tiếng nói ngay cả khi về hưu, họ khi đó ưu tiên một thái tử đảng ít tham vọng, một người có lý lịch tương đối sạch và là một người dễ thỏa hiệp để họ dễ bề kiểm soát. Quá khứ của Tập cho thấy, ông có tất cả những tiêu chí đó. Nhưng hóa ra, họ đã nhầm, Tập không hề dễ thỏa hiệp và càng không thể kiểm soát. Con đường vào đảng của Tập không mấy dễ dàng. Tập chỉ được kết nạp làm đảng viên chính thức vào năm 1974, nhưng kể từ đó, ông bắt đầu leo lên đỉnh một cách chắc chắn. Tập tin tưởng tuyệt đối vào quyền lực tuyệt đối của đảng. Tập theo dõi các cuộc cách mạng màu ở châu Âu và mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông đã lật đổ các chính quyền, tưởng chừng không thể bị đánh bại, đặc biệt là sự sụp đổ của Liên Xô. Một đảng lớn đã biến mất, chỉ như vậy đấy, Tập cận bình, năm 2012. Tập chắc chắn đã nghiên cứu kỹ sự sụp đổ của Liên Xô và có nhiều lý do để lo lắng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói về quy mô, Đảng Cộng sản Liên Xô còn có nhiều đảng viên hơn chúng ta, song không có người nào đủ cứng rắn để đứng lên và chống chọi. Và Tập cho thấy, mình chính là người duy nhất đủ cứng rắn để làm việc này. Ngay sau khi lên nắm quyền, Tập đã mạnh tay đàn áp những người bất đồng chính kiến, triển khai một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, với sự lãnh đạo của Vương Kỳ Sơn, một trong những người cứng rắn nhất để làm việc này. Những cơn địa chấn chính trị đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Nạn nhân là hai đối thủ của Tập, Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh, và Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cả hai bị lật đổ sau những cuộc điều tra liên quan đến tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Chống tham nhũng là cách truyền thống và hiệu quả nhất để giải quyết những kẻ ngáng đường. Chiến dịch không dừng lại ở một số đối thủ của ông Tập, nó đã vượt xa hơn thế nhiều lần. Từ cuối 2012, khi chiến dịch bắt đầu, hơn 2,7 triệu quan chức bị sở gáy và 1,5 triệu người trong số này bị trừng phạt. Trong đó, bao gồm tới 7 thành viên, Bộ Chính trị và Chính phủ và khoảng 24 tướng lĩnh cấp cao. Hai quan chức cao cấp bị tuyên án tử hình. Thời của Mao, ông có quyền lực tuyệt đối và vĩnh viễn. Nhưng đến thời của Đặng Tiểu Bình là một câu chuyện khác, ông đã xóa bỏ chế độ độc tài suốt đời của Mao. Đặng giới hạn thời gian nắm quyền của Chủ tịch nước Trung Quốc xuống còn tối đa 2 nhiệm kỳ 5 năm và thiết lập một hình thức quyền lực được chia sẻ nhiều hơn. Những thế hệ lãnh đạo của Trung Quốc sau này như Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào cũng vậy. Chính nhờ hệ thống này, Tập mới có cơ hội chạm đến quyền lực ở Bắc Kinh. Nhưng khi đã chạm được rồi, Tập lại đưa mọi thứ trở về với những gì từng xảy ra vào thời của Mao, khi mà một người sẽ nắm trọn vẹn quyền hành. Năm 2017, theo truyền thống, lẽ ra đây phải là thời chủ tịch nước công bố người sẽ kế vị mình vào năm 2022. Nhưng chắc là Tập Cận Bình đã không tìm thấy ai phù hợp. Thay vào đó, ông chỉ tin tưởng chính mình và vì thế Tập đã bãi bỏ quy định giới hạn 2 nhiệm kỳ 5 năm chủ tịch nước và điều này tự biến Tập trở thành một lãnh đạo trọn đời. Không chỉ thế, để khẳng định quyền lực tuyệt đối tại Trung Quốc, bạn sẽ cần có một tư tưởng của riêng mình. Tư tưởng của lãnh đạo, đó cũng là thứ từng có từ thời của Mao. Ngay cả khi lệnh cấm sùng bái cá nhân vẫn còn trong điều lệ đảng, từ tháng 10 năm 2017, hệ tư tưởng của Tập mang tên Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã lần đầu tiên được đưa vào trong điều lệ đảng và việc tiếp theo là phải đưa những người trung thành với tư tưởng ấy vào bộ chính trị. Không phải một, hai hay ba người mà là toàn bộ. Ngay cả Mao còn có đối thủ chính trị, nhưng Tập đã đảm bảo đến nay ông không có bất cứ đối thủ nào. Giữa những khó khăn về các vấn đề Hồng Kông, người Ngô Duy Nhí ở Tân Cương, những cuộc biểu tình vì chính sách Zero Covid hay quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn nhiều căng thẳng, Tập Cận Bình vẫn tiếp tục trở thành chủ tịch của Trung Quốc, nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, một điều chưa từng có kể từ thời Mao Trạch Đông, người qua đời vào năm 1976. Hãy thử nhìn vào các thành viên cấp cao của Bộ Chính trị được Tập giới thiệu. Lý Cường là một ví dụ, Lý là bí thư Thượng Hải và là quan chức đầu tiên được đi từ cấp tỉnh lên thủ tướng
mà không hề có kinh nghiệm ở cấp trung ương. Như thế nghĩa là, kể từ sau thời cựu Thủ tướng Chu Ân Lai, thì Lý Cường là Thủ tướng duy nhất chưa từng trải qua chức Phó Thủ tướng. Đấy là chưa kể, trước đó, Lý Cường phải chịu trách nhiệm cho những thất bại khi Thượng Hải bị phong tỏa mà không thể cung cấp đủ thực phẩm cho hàng chục triệu người dân của thành phố này. Nhưng mà, không sao cả, lòng trung thành quan trọng hơn nhiều so với năng lực. Tương tự như vậy, các thành viên còn lại của Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đều phải là những người trung thành với tư tưởng của Tập Cận Bình. Trong hơn 10 năm cầm quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình, sự hiện diện của Trung Quốc với thế giới đã thay đổi, một Trung Quốc được cho là đang trỗi dậy để trở thành một siêu cường. Những thứ như sáng kiến vành đai và con đường không chỉ có tạo ra nguy cơ biến nhiều quốc gia ở châu Á, Thái Bình Dương trở thành những con nợ lớn của Trung Quốc, nó còn tạo ra quyền lực ngày một lớn cho tập trên thế giới. Trung Quốc càng đáng sợ bao nhiêu đối với thế giới, quyền lực của tập sẽ càng lớn bấy nhiêu. Napoleon Bonaparte hơn 2 thế kỷ trước đã nói rằng Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ. Hãy để nó ngủ, vì khi thức dậy nó sẽ rung chuyển thế giới. Và Tập Cận Bình nói, hôm nay con sư tử đã thức dậy, nhưng đó là con sư tử hòa bình, dễ chịu, văn minh. Nhưng bạn đã thấy một con sư tử nào như thế chưa? Và giờ con sư tử hòa bình, dễ chịu, văn minh này vẫn thường trực là mối đe dọa với những quốc gia xung quanh. Đó là Nhật Bản, lo việc giải quyết những bất đồng lịch sử với Trung Quốc. Đó là Đài Loan, lo sợ bị nuốt chửng bởi đại lục. Các nước Đông Nam Á thì lo bị chèn ép bởi những khái niệm như đường lưỡi bò. Những vấn đề nội tại khác ở Hồng Kông hay Tân Cương cũng vậy. Nhưng một khi có quá nhiều thế lực thù địch, quá nhiều thách thức, triều đại của một hoàng đế không phải lúc nào cũng kết thúc mỹ mãn. Từ một thái tử đảng, trải qua những năm thiếu thời đầy gian nan, cậu bé Tập Cận Bình ngày nào đã vươn lên và trở thành người quyền lực nhất của Trung Quốc. Tập Cận Bình năm nay 70 tuổi và liệu có vượt qua được con số 27 năm trị vì của Mao hay không? Chúng ta phải chờ xem, nhưng trước hết Tập phải vượt qua rất nhiều thách thức của hiện tại, nhiều nhất trong hơn một thập niên cai trị Trung Quốc của mình. Tập đã thay đổi hệ thống để biến mình thành người quyền lực nhất, nhưng hãy cẩn thận vì có thể một lúc nào đó hệ thống sẽ đuổi kịp ông